kính chào quý vị và các bạn. Nơi tạnh giáo nhất trên cả nước ta vẫn là các tỉnh thành phía Nam, khi cả vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Trong đó, khu vực có nhiệt độ cao nhất vẫn là các tỉnh miền Đông Nam Bộ với mức nhiệt xấp xỉ ngưỡng 34 độ. Đến với Trung Bộ, do vẫn chưa có hình thế gây mưa nào tác động nên thời tiết tại đây nhìn chung khá ổn định. Khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây và có mưa vài nơi về đêm, sáng sớm có sương mù, đến trưa chiều trời hưởng nắng. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, với nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trở ra Bắc Bộ, do vẫn chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, vì thế mà tại đây, về đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù dài rác. Riêng các tỉnh vùng núi chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ. Hầu khắp, giao động trong khoảng từ 18 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Đến với thông tin trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa, phổ biến có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nên nhiệt độ tại đây dao động từ 26 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ.